xin trả lời cho một số câu hỏi là có chia tách hay không, và các cơn sóng của Bitcoin còn lên nữa hay không, các mô hình ba đáy ba đỉnh, các mô hình hai đáy hai đỉnh, và chúng ta quan tâm đến cái vấn đề về sự chia tách. Vậy thì có chia tách hay không sau 1 tháng 8 thì như thế nào, đó là những cái thông tin chi tiết mà tradecoin.edu.vn gửi đến tất cả mọi người. Ngoài ra, cái việc altcoin tăng hay giảm và chia tách là điều tất nhiên hay là một số các cái thông tin, chúng ta có thể thấy được là cái câu trả lời là sự chia tách như sau. Cái việc mà chúng ta thấy được đến 80% tỷ lệ ủng hộ, đây là tỷ lệ ủng hộ của các pool đảo Bitcoin trên thế giới đối với các biện pháp tương ứng, được ủng hộ nhiều nhất hiện nay và đa phần từ Trung Quốc là Segwit, 2X và Segwit, có thể hiểu đơn giản là active. Cái việc chia tách nếu đạt được 80 sự đồng thuận, sau đó sẽ thực hiện một cái việc hard fork, tức là gì ạ? Làm tăng cỡ block lên 20 trong tương lai, có thể là tháng 12 tới. Cái việc đầu tiên là 1 tháng 8 là sẽ set up về cái việc Segwit. Sau đó tháng 12 tới là sẽ tạo ra để tăng kích cỡ block lên. Và cái mô hình sau này thì các cái công ty lớn, các tập đoàn lớn, ví dụ như Apple hay là Samsung hay là Facebook, thì họ ra một cái mô hình về đồng coin riêng của họ để thanh toán. Các cái tỷ lệ mà chia tách này để nhằm là gì ạ? Đa phương hóa Bitcoin, giảm cái tỷ lệ của Bitcoin trong cái thị trường coin market cap vốn đã quá khỏe. Do vậy là gì ạ? Để biết thêm thông tin về chia tách cũng như là việc nắm giữ như thế nào, cũng như là một số rủi ro, thì chúng ta có thể đăng ký cùng với chúng tôi ở tradecoin.edu.vn. vốn đầu tư.com. Đặc biệt là chúng tôi đưa ra được các cái giải pháp gì ạ, bong bóng tài chính như thế nào, các lý do chia tách ra sao, các altcoin như thế nào, về Ethereum, về Bitcoin, cũng như là một số các thông tin về chia tách. Đây là các yếu tố giúp cho các nhà đầu tư có thể đa phương hóa nắm giữ Bitcoin, bởi vì hiện tại là diễn đã có full các cái room để về vấn đề Bitcoin tăng giá với cái mức độ 21 triệu. Do vậy là gì, các yếu tố về chia tách là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cụ thể là trong tháng tới này, cái việc bán tháo nếu có là sẽ rất là mạnh mẽ, đặc biệt là các sàn giao dịch có thể là gì ạ, gây cái mức ảnh hưởng nghiêm trọng về tắc, về full room, tức là tràn về hệ thống. Khi mà gì ạ, rất là nhiều người muốn quy Bitcoin ra USD, quy Litecoin, quy Ethereum ra USD, tức là họ trú ẩn an toàn thông qua USD. Ngoài ra, cái việc giá dầu, giá vàng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến, là một cái phần tỷ lệ rất nhỏ là đưa ra các cái yếu tố về tiền tệ cũng như là kim loại quý ảnh hưởng đến Bitcoin. Do vậy là việc chia tách trong thời gian tới nó sẽ đưa ra rất nhiều các cái biến động. Vậy để theo dõi các cái thông tin về chia tách, chúng ta có thể đăng ký ở vốn đầu tư.com hoặc đầu tư gì.vn và đón xem các cái video thời gian tới. Tôi sẽ có một cái bài phân tích về sự chia tách trong nay mai. Về cơ bản chúng ta sẽ thấy được các bảng tỷ lệ đồng thuận. Đầu tiên là 1 tháng 8, đúng không? Nếu đạt trên 84%, đúng không? Đạt thì sẽ đến cái điểm vàng này thì bắt đầu là gì ạ? Chúng sẽ có sự chia tách, sau đó đến hard fork. Thì đó chính là một trong những cái yếu tố mà gì ạ, cái bài phân tích của chúng tôi trong thời gian tới là các yếu tố về chia tách thì có an toàn hay không, làm thế nào để an toàn trong cái việc chia tách như thế này, cách đầu tư ra sao, trú ẩn thông qua USD như thế nào. Mọi người đăng ký ở vốn đầu tư.com hoặc đầu tư gì.vn và có thể add Zalo của chúng tôi để chúng ta gửi thông tin cho mọi người. Zalo 0987732228. Chúng ta sẽ đón nhận các cái thông tin về
chia tách vào cái video tiếp theo cũng như là các bản tin, đặc biệt là để chúng ta đăng ký ở vốn đầu tư.com hoặc đầu tư gì.vn để có thể thêm thông tin. Xin được cảm ơn mọi người.